Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết dân tộc Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Trí tuệ của họ ẩn chứa một điều gì đó rất tuyệt vời, như ánh sao mai hồng rực vào buổi sáng tĩnh lặng. Nó chứa đựng thứ quý giá nhất, đó là sự say mê tìm kiếm những bí mật trong tâm hồn con người. Mặc dù người Do Thái nhiều lần phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn có thể vươn lên nhanh chóng nhờ các hoạt động kinh doanh và trong khi phát triển thương mại địa phương. Họ đồng thời cũng làm giàu cho chính mình. Vậy đâu là những điều về người Do Thái đáng để chúng ta học hỏi và tham khảo nhất? Hãy ghi nhớ hai câu nói sau đây, chắc chắn sẽ có lúc bạn cần và phải dùng tới đấy. Nó cũng vô cùng hiệu quả. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công lắng nghe trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, chăm chỉ, hiếu học là chìa khóa vàng dẫn tới cánh cửa thành công. Người Do Thái được công nhận là những thương nhân số 1 trên thế giới và là quốc gia giàu có nhất. Nói về sự giàu có của người Do Thái, có một câu nói như thế này. Tiền của thế giới nằm trong túi của người Mỹ và tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái. Tỷ lệ tài sản của họ trên toàn thế giới cao hơn nhiều so với tỷ lệ dân số của họ. Điều gì tạo nên thực tế này? Người Do Thái luôn cho rằng kiến thức và trí tuệ là hai thứ tạo ra khả năng kiếm tiền của họ. Tuy nhiên, trí tuệ không phải thứ bẩm sinh và trí tuệ tự lực của người Do Thái tuân theo một loạt các nguyên tắc độc nhất của họ. Những thành tựu phi thường của dân tộc Do Thái đến từ trí tuệ phi thường của họ. Đó là phương thức sinh tồn được vun đắp trong quá trình bị chèn ép hàng nghìn năm gian khổ để có được chỗ đứng vững chắc. Một trong những điều người Do Thái làm hàng ngày dù họ ở đâu trên thế giới là không ngừng học hỏi, dù ở tầng lớp nào trong xã hội. Người Do Thái luôn coi việc học là ưu tiên số một. Một số người trong số họ có thể tạm thời không giàu có, nhưng điều họ không bao giờ thiếu là sự ham học hỏi. Vì vậy, trong mọi lĩnh vực trên thế giới, có rất nhiều người Do Thái chiếm ưu thế. Trong số những người đoạt giải Nobel, 17% là người Do Thái và tỷ lệ người đoạt giải Nobel kinh tế cao tới 33%. 20% triệu phú Mỹ là người Do Thái. Khát vọng trí tuệ của người Do Thái cao hơn rất nhiều so với bất cứ cám dỗ vật chất nào. Họ tin rằng trí tuệ liên quan mật thiết đến sự sống, giống như không khí, và họ tin rằng trí tuệ có thể tạo ra mọi của cải. Người Do Thái tin rằng chỉ bằng cách không ngừng học hỏi kiến thức mới về mọi mặt và mở rộng tầm nhìn thì họ mới có thể có được trí tuệ một cách hiệu quả hơn. Người ta thường nói, học, học nữa, học mãi. Đó là điều mà người Do Thái đã làm. Khi có con, họ lại tiếp tục giáo dục chúng học hành chăm chỉ. Dù thành công đến đâu, dù giàu có đến đâu, thì việc học hỏi kiến thức luôn là thói quen không thể thay đổi. Có thể thông minh là bẩm sinh, nhưng nếu thần đồng, thiên tài không đủ siêng năng thì cũng sẽ chẳng đạt được gì. Và trí tuệ lại là thứ có thể không ngừng trau dồi và học hỏi trong cuộc sống. Thứ hai, học cách suy nghĩ độc lập quan trọng hơn việc có được của cải. Có thể nói, dân tộc Do Thái là những người có khả năng sử dụng tư duy độc lập để tạo ra trí tuệ cao nhất. Họ cho rằng kết quả của sự việc là quan trọng, nhưng quá trình suy nghĩ mới là điều đáng quý hơn. Và một câu chuyện như thế này. Vị giáo sĩ hỏi, hai người Do Thái trượt ra từ một ống khói cao. Một người bị bẩn, còn người kia vẫn sạch. Ai sẽ là người đi tắm rửa trước? Người thanh niên nói, đương nhiên là người bị bẩn rồi. Vị giáo sĩ nói, sai, người bẩn nhìn người sạch và nghĩ, mình chắc chắn cũng sạch như vậy. Người sạch nhìn người bẩn và nghĩ, mình chắc hẳn cũng bẩn như vậy. Vì vậy, người đi tắm là người sạch. Vị giáo sĩ tiếp tục hỏi, sau này hai người lại cùng bị rơi vào ống khói, ai sẽ là người tắm rửa trước? Người thanh niên nói, tất nhiên là người sạch rồi. Vị giáo sĩ nói, cậu lại sai rồi. Người sạch khi đi tắm phát hiện ra mình không hề bẩn, còn cái người bẩn kia thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta ngộ ra được rằng
người sạch sẽ về sao lại phải đi tắm. Vì vậy lần này anh ta cũng chạy đi tắm. Vị giáo sĩ tiếp tục hỏi: thế lần thứ ba từ trong ống khói ra, lần này ai sẽ là người đi tắm? Người thanh niên nói: tất nhiên là người bẩn rồi. Vị giáo sĩ nói: lại sai rồi. Cậu đã từng thấy trường hợp nào cùng rơi từ ống khói ra mà một người bẩn, một người lại sạch được chưa? Đây là phương pháp giáo dục của người Do Thái, khuyến khích mọi người suy nghĩ độc lập, không đưa ra những giải thích mang tính áp đặt, và học trò phải tự suy nghĩ rồi bày tỏ ý kiến của mình. Người Do Thái tin rằng đối với một người, học cách suy nghĩ độc lập quan trọng hơn là việc thu được của cải. Vì nhiều lý do, số phận của người Do Thái luôn trong tình trạng bấp bênh. Lý do để họ có thể sống sót qua những rủi ro, sóng gió của cuộc đời và ngày càng thịnh vượng, chưa bao giờ tách rời trí tuệ của họ. Và sự khôn ngoan của người Do Thái bắt nguồn từ sự suy nghĩ, tư duy không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của họ. Bằng cách suy nghĩ độc lập, họ trở nên tốt hơn. Khả năng suy nghĩ của một người là thứ duy nhất anh ta có toàn quyền kiểm soát. Không có tư duy đúng đắn thì sẽ không có hành động đúng. Nếu không có những hành động đúng đắn, sẽ không thể thành công trong sự nghiệp hay tài lộc dồi dào. Vì vậy, muốn giàu có thì trước hết bạn phải học cách suy nghĩ độc lập và có một tư duy đúng đắn. Các bạn thân mến, chúng ta hay nói rằng người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là nhận định vô căn cứ mà đã được chứng minh bằng khoa học. Trong quá khứ, người Do Thái đã từng bị tẩy chay, bị ức hiếp trong một thời gian dài. Nhưng ngay cả trong điều kiện đó, họ vẫn trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đồng thời đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Vậy tại sao người Do Thái lại thông minh, giỏi kiếm tiền đến vậy? Tất cả chính là nhờ vào nguyên tắc 3-0 sau đây. Thứ nhất, đó là không bỏ qua cơ hội học tập và nâng cao giá trị bản thân. Thế giới dành cho người Do Thái những lời ca tụng đẹp đẽ nhất, ví như tay trái có của cải, tay phải có trí tuệ. Sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là nhãn hiệu nhận biết lớn nhất của dân tộc Do Thái. Sự thông minh của người Do Thái hoàn toàn không phải là do bẩm sinh. Tất cả đều là nhờ vào truyền thống tốt đẹp mà họ đã nghiêm túc gìn giữ. Đó là tập trung vào giáo dục. Khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái thường nhỏ mật và đường vào sách để con hiểu một chân lý rằng sách là mật ngọt. Điều này khiến chúng yêu sách từ nhỏ. Quan niệm tri thức là của cải cũng sẽ in sâu vào tư tưởng của chúng. Một người có nhiều trí tuệ thì tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng kiếm tiền. Một đạo lý đơn giản, nhưng dường như không có mấy ai để tâm đến nó. Cả đời họ theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến thức, phát triển tư duy cho bản thân. Họ cứ mãi quẩn quanh trong chiếc hộp tư duy nhỏ bé của mình. Điều cũ kỹ thì làm sao có thể tạo ra kết quả mới lạ được. Thứ hai, không bỏ qua bất cứ ý tưởng có giá trị nào. Con người cũng giống như một chiếc xe. Xe không chạy lâu ngày thì sẽ bị hư, khởi động khó khăn. Con người lâu ngày không động não thì sẽ trở nên chỉ độn. Đối với trí óc mà nói, thường xuyên động não suy nghĩ vấn đề sẽ giúp cho tư duy ngày càng linh hoạt hơn. Mỗi một lần suy nghĩ chính là mỗi lần tích lũy tài sản. Đó chính là quá trình khai sáng tâm trí. Người Do Thái nói, trong đầu mỗi người, mỗi ngày sẽ sản sinh ra hàng chục nghìn ý tưởng. Nếu chúng ta có thể nắm bắt và tận dụng những ý tưởng sáng tạo đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy được một số cơ hội kinh doanh giúp chúng ta trở nên giàu có. Mỗi một cơ hội tưởng chừng như rất bình thường cũng có thể xoay chuyển cuộc đời của một con người. Thứ ba, đó là người Do Thái không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Tầm nhìn của một người lớn bao nhiêu thì thế giới của họ sẽ lớn bấy nhiêu. Trong mắt người Do Thái, cả thế giới này chính là thị trường để họ kiếm tiền. So với một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ, thì người Do Thái có tầm nhìn rộng hơn rất nhiều. Từ đó, họ cũng sẽ tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Người Do Thái nhấn mạnh đến việc vì tiền có thể đi khắp nơi.
Tinh thần mạo hiểm này giúp họ hiểu sâu hơn về sự giàu có. Nếu một người cứ mãi ôm khư khư lãnh địa quen thuộc của họ, theo thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng. Một con ếch từ bỏ khoảng trời bao la cũng giống như một doanh nhân từ bỏ hàng tá cơ hội kiếm tiền. Muốn tài sản của mình tăng lên gấp bội, chúng ta cần cơ hội. Muốn tìm thấy cơ hội thì chúng ta phải mở rộng tầm nhìn và thoát ra khỏi vùng an toàn. Để làm được điều này thì nhất định phải nỗ lực và chăm chỉ. Phải chấp nhận rằng chúng ta có thể sẽ đối mặt với vấp ngã. Nhưng đối với tương lai hạnh phúc lâu dài thì sự thất bại tạm thời này hẳn là không đáng kể. Và cuối cùng, đó là người Do Thái không bao giờ lãng phí thời gian. Theo quan điểm của người Do Thái, thời gian là tiền bạc. Họ luôn coi trọng thời gian, không chỉ để tận hưởng cuộc sống mà còn có một ý nghĩa khác, đó là nắm bắt từng phút giây để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, cá nhanh nuốt cá chậm, do đó các nước đi phải thật nhanh nhạy. Thời gian là tiền bạc, một phương châm cổ điển, nhưng sự hiểu biết của người Do Thái về thời gian vượt ra ngoài phạm trù này. Họ tin rằng thời gian không chỉ là tiền bạc mà còn là một thứ hàng hóa sinh lời, là cuộc sống, là sinh mệnh và là tất cả. Để tận dụng tốt thời gian, người Do Thái sẵn sàng chi tiền cho bất cứ thứ gì có thể nâng cao hiệu suất. Họ tin rằng miễn là họ mua được hiệu suất thì có nghĩa là họ đã mua được thời gian. Suy cho cùng, khi làm bất cứ điều gì, việc theo đuổi hiệu suất cao không chỉ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mà còn có thể dùng khoảng thời gian ta vừa tiết kiệm để kiếm được một khoản tiền nhiều hơn. Nó vốn có thể kiếm vào lúc ban đầu. Hơn nữa, tiền có thể kiếm lại, hàng hóa có thể được làm lại, nhưng thời gian một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại. Vì vậy, thời gian quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc. Video để đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công. Hơn nữa, nếu bạn muốn tạo lập những thói quen tốt, đặc biệt là thói quen tiết kiệm nhưng không đủ kiên trì để thực hiện đến cùng. Nếu bạn hào hứng những ngày đầu rồi nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ cuộc. Nếu bạn đọc nhiều phương pháp nhưng mới chỉ xem thôi chứ chưa bao giờ làm. Nếu bạn định làm nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và ngại nên để đó, thì Bí Quyết Thành Công muốn gửi tới bạn ứng dụng có tên là 30 ngày thói quen, xây dựng cuộc đời ngoại hạng bằng những thói quen vượt trội. Ứng dụng giúp bạn xây dựng thành công những thói quen quan trọng nhất trong cuộc đời và lưu giữ chúng mãi mãi. Những thói quen sẽ ăn sâu, thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc đời bạn, đem lại cho bạn nền tảng tự động cho cuộc đời thành công. Bạn sẽ chinh phục thói quen dựa trên các nguyên tắc của khoa học, bài bản và chuyên nghiệp. Chương trình huấn luyện chuyên sâu 30 ngày và duy trì trong 365 ngày sẽ giúp bạn học được cách xây dựng và duy trì 25 thói quen quan trọng nhất trong cuộc đời, dựa trên những nguyên lý của khoa học hành vi và tâm lý học, cũng như nguyên tắc hoạt động của não bộ. Bạn sẽ đi sâu vào công thức cốt lõi của vòng lặp thói quen và nuôi cấy hành vi để biến những thói quen trở nên tự động trong cuộc sống và tồn tại mãi mãi suốt cuộc đời. Vậy còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy bấm vào đường link ở phần mô tả của video để nhận phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 30 ngày thói quen để bổ sung thêm hành trang, giúp bạn chinh phục và lưu giữ thành công mọi thói quen trong cuộc đời.